Nghe nói là MV mới của tờ Linh được quay bằng iPhone 15 Pro Nên là hôm nay mình sẽ test thử xem là camera của con này có thực sự quay đỉnh được như vậy không Trong MV có một cảnh tờ Linh chạy rất nhanh nhưng mà vẫn cực kỳ ổn định Thì hôm nay mình sẽ chạy để test thử xem như thế nào Như mọi người thấy trong video này thì mình chạy rất là nhanh Và anh cameraman cũng chỉ cầm bằng tay và chạy theo mình mà thôi Nhưng mà mọi thứ đều vẫn cực kỳ là ổn định, không bị rung lắc quá nhiều Vậy là mọi người cũng thấy khả năng chống rung của iPhone 15 Pro cực kỳ uy tín Tiếp theo thì cảnh này đang được quay ngược sáng nhưng mà chủ thể vẫn rất là rõ ràng. Rồi đây là video mình quay trong điều kiện là trời tối và ngược sáng như mọi người thấy là trên đầu mình có một cái bóng đèn. Và khi các bạn để ý vào những cái chi tiết như là vùng áo này hay là những cái chi tiết lớn trên gương mặt mình thì đều giữ được rất là tốt. Chỉ có những vùng màu đen và chi tiết nhỏ ví dụ như là tóc thì khi các bạn zoom lên sẽ thấy bệt rất rõ ràng nhưng mà nhìn tổng thể quay trong điều kiện vừa là trời tối vừa ngược sáng mà cho ra được một video chất lượng như thế này là quá ok rồi cuối cùng mình sẽ test quay thiếu sáng như trong mv để xem có được đẹp như vậy không và đây là video để test khả năng quay trong điều kiện thiếu sáng mình đang đứng ở một con hẻm cực kỳ tối và chỉ có ánh đèn đường ở phía xa hắt lại mà thôi nhưng mà video nhìn vẫn khá sáng tuy nhiên vì bù sáng cho video nên là các bạn thấy sẽ bị noi rõ ràng và không chỉ mình mà ngay cả trên mv tờ linh cũng bị hiện tượng như vậy Thêm nữa là vẫn giữ được chi tiết trên gương mặt mình khá là ok, còn những vùng như là tóc bị bệt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Có một điểm nữa mình để ý thấy là khi mình di chuyển đầu thì độ sắc nét sẽ bị giảm rõ ràng, cho tới khi mình dừng lại một thời gian ngắn thì nó mới trở lại như ban đầu. Tất nhiên các video mà mình quay nó không thể nào sánh bằng như trên MV được bởi vì người ta có cả một ekip hỗ trợ đằng sau như là ánh sáng này, gimbal xịn vân vân. Còn bọn mình chỉ quay bằng riêng con iPhone 15 Pro này mà thôi, nhưng mà chất lượng như vậy là rất tốt rồi. Và iPhone 15 Pro đang được bán tại 24 giờ store với chương trình trả góp 40, cam kết giá rẻ nhất thị trường. Ở đâu rẻ hơn sẽ hoàn trên lệch. Còn đang có mini game 100% trúng lì xì Tết. Quà cao nhất là cây vàng 4 số 9, S24 Ultra, MacBook vân vân. Thấp nhất cũng là voucher 99k. Nếu ai cũng thấy iPhone 15 Pro quay video rất là đỉnh thì hãy để lại cho mình một tim cũng như là cho mình xin một follow nha.